Nga đã được bước tiến rõ rệt ở Ukraine sau 2 năm xung đột ác liệt, dù phải trả một cái giá không hề rẻ. Mới đây, 60 lính Nga được cho là đã thiệt mạng do một đòn pháo kích trong lúc tập trung chờ chỉ huy. Mặt khác, Nga huy động hàng chục ngàn quân tấn công cực mạnh vào làng chiến lược miền Nam. Cựu Tổng thống Nga đánh giá quân đội của Moscow có lẽ sẽ phải tiến về Kiev. Cùng lúc, phương Tây lo ngại khi nhận ra Tổng thống Putin ngày càng tin tưởng vào thắng lợi ở Ukraine và nền kinh tế Nga đã thay đổi để thích ứng linh hoạt. Cựu giới tình báo Mỹ cho biết Nga đã phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Ông Trump cũng khen ngợi sức mạnh của đội Nga. Trong khi đó, ở trào lửa Trung Đông, Tổng giám đốc Vekaro lo ngại tình hình vô nhân đạo đang biến Gaza thành vùng đất chết. Và khi Israel dồn dập oanh kích Rafah, cái gọi là căn bệnh trong lều đang bùng phát mạnh. Các tin thứ khác, Mỹ cảnh báo đồng minh về thời điểm Nga có thể phóng vũ khí hạt nhân vào không gian. Chiêm ngưỡng máy bay, chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ Vệ tinh của châu Âu chính thức nghỉ hưu, trở lại trái đất sau 16 năm. Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản lập đỉnh lịch sử. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, AFP đưa tin người đứng đầu tổ chức y tế thế giới WHO, ông Tedros cho biết, tình hình ở Gaza là vô nhân đạo và cuộc chiến đã biến khu vực này thành vùng đất chết. Tổng giám đốc WHO vào ngày 21 tháng 2 kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời yêu cầu không cản trở việc cung cấp viện trợ quốc tế cho Gaza. Tình hình y tế và nhân đạo ở Gaza là vô nhân đạo và tiếp tục xấu đi, ông nói trong một cuộc họp báo. Ông cho biết thêm, Gaza đã trở thành vùng đất chết, phần lớn lãnh thổ đã bị phá hủy. Tổng giám đốc Terod nói, chúng ta đang sống trong thế giới như thế nào khi người dân ở gaza không thể có được thức ăn và nước uống ngay cả những người không thể tự đi lại cũng thiếu sự giúp đỡ và chăm sóc chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào khi các nhân viên y tế có nguy cơ bị đánh bom giữa lúc họ đang thực hiện công việc cứu người chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào khi các bệnh viện phải đóng cửa vì không còn sức lực hay thuốc men để cứu chữa bệnh nhân và chính họ đang là mục tiêu của lực lượng quân sự chúng ta cần lệnh ngừng bắn ngay lập tức Chúng ta cần thả con tin, chúng ta cần chấm dứt oanh tạc và cần viện trợ nhân đạo không bị cản trở. Nhân loại phải thắng thế, ông Terod khẳng định. Giao tranh ác liệt đang tiếp tục làm dung chuyển Gaza khi các cơ quan viện trợ cảnh báo về nạn đói đang rình rập, ông Terod nói. Tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng đã tăng lên đáng kể từ khi giao tranh bắt đầu, từ dưới 1% đến hơn 15% ở một số khu vực khiến mạng sống của người dân Gaza gặp nguy hiểm lớn hơn. Con số này sẽ tăng lên khi giao tranh tiếp tục kéo dài và nguồn cung cấp bị gián đoạn. Chúng tôi lo ngại rằng chương trình lương thực thế giới không thể tiếp cận miền Bắc Gaza. Người đứng đầu WHO cho biết. Hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin ít nhất là 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau các cuộc không kích của Israel trong đêm 21 tháng 2 nhằm vào Rafah ở miền nam Gaza. Israel bị cáo buộc đã không kích nhiều khu vực của Rafah trong đêm. Nhà thờ Hồi giáo al ở trại tị nạn Sabora đã bị phá hủy giữa một trong những cuộc tấn công đó. Tình trạng đói kém của người dân Rafah cũng trở nên trầm trọng hơn. Nhiều người phải di rời nói với Reuters rằng họ phải đấu tranh gian khổ để có được nước sạch và thực phẩm. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em được nhìn thấy xếp hàng dài chờ đợi trên bãi biển, tay cầm chai rỗng và lon nước, hy vọng rằng sẽ có thể mang nước sạch về cho gia đình. Anne Masri nói với Reuters rằng con trai bà không thể uống nước biển trong khi nguồn nước sạch ngày càng cạn kiệt. Người mẹ cảm thấy đau đớn khi không thể cung cấp cho con mình những nhu cầu cơ bản của con người. Bà Masri nói, chúng tôi không có nước, không có thức ăn giống như phần còn lại của thế giới. Mọi người thấy đấy, tình hình thật thảm khốc, không có nước thì không có sự sống. Người dân cho biết, việc thiếu nước sạch và dinh dưỡng đang khiến dịch bệnh lây lan trong khu vực. Mohamed Dabas, một người di tản đến Rafa nói với Reuters rằng anh đã mất đi người em gái 28 tuổi của mình vì bệnh viêm gan A. Căn bệnh mà theo anh hiện đang phổ biến ở trại di rời và được bác sĩ gọi là căn bệnh trong lều. Giao tranh đã khiến phần lớn trong số 2,3 triệu người dân Gaza phải di rời. Hiện có hơn 1 triệu người đang sống trong các nơi trú ẩn của Liên Hợp Quốc hoặc các khu lều ngoài trời ở thành phố Gaza, sát biên giới với Ai Cập ước tính có khoảng 1,5 triệu người chen trúc ở Rafa, Hầu hết trong số họ đã phải rời bỏ nhà cửa ở phía Bắc để thoát khỏi các cuộc tấn công dữ dội trước đó của quân đội Israel. Sáng nay ngày 22 tháng 2, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn tên lửa phóng từ phía bên đỏ nhắm vào thành phố miền nam Elat. Còi báo động oanh kích đã vang lên nhiều lần ở thành phố, mạng truyền hình On Azaret cho hay. Sau đó, khoảng trưa nay, người phát ngôn quân đội Israel cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng có báo động có liên quan đến một cuộc tấn công trên không từ Biển Đỏ. Vũ khí đã bị hệ thống phòng thủ Arrow của Israel đánh chặn. Người phát ngôn không cho biết ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Theo al Azaret, lực lượng thi ở Yemen trước đây tuyên bố đã phóng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo về phía Israel, bao gồm nhắm vào thành phố Elat ngoại trưởng Na Uy kêu gọi các nước phải lên tiếng và đứng lên vì các nguyên tắc của luật nhân đạo trong hai cuộc xung đột ở Trung Đông và Đông Âu. Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide đã phát biểu với truyền thông bên lề hội nghị G20 ở Rio de Janeiro vào hôm 21 tháng 2. Ông nói, các nước phải kêu gọi thực hiện luật nhân đạo quốc tế ở cả Ukraine và Gaza. Nếu không làm như vậy, sẽ góp phần tạo ra nhận thức rằng có những tiêu chuẩn kép liên quan đến các cuộc xung đột hiện nay trên thế giới, nhà ngoại giao Na Uy cho biết. Ông kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và cho biết đất nước ông đang hợp tác với các đối tác để xây dựng kế hoạch hòa bình toàn diện cho Palestine và tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza. Theo Reuters, các bộ trưởng từ các quốc gia G20 bao gồm Hoa Kỳ và Nga đã bắt đầu thảo luận về những vấn đề căng thẳng của thế giới hiện nay và cách thức cải thiện các tổ chức đa phương, một ưu tiên do Tổng thống Brazil Lula da Silva đặt ra. Những nội dung được quan tâm khác là ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm đói nghèo. Brazil, nước chủ nhà hội nghị G20 vào hôm 21 tháng 2, đã chỉ trích Liên Hợp Quốc và các cơ quan đa quốc gia khác đã không thể ngăn chặn các cuộc xung đột đang bùng nổ dữ dội trên thế giới, khiến người dân vô tội phải trả giá đắt. Ngoại trưởng Brazil Mauro Vera cho biết Cải cách quản trị toàn cầu là ưu tiên hàng đầu của Brazil trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 năm nay. Ông Vera nói với các bộ trưởng G20 trong phiên họp khai mạc rằng các tổ chức đa phương không được trang bị đầy đủ để đối phó với những thách thức hiện tại. Ông cũng chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì sự tê liệt không thể chấp nhận được liên quan đến các cuộc xung đột đang diễn ra. Ngoại trưởng Vera cũng cho biết Brazil không chấp nhận một thế giới mà ở đó có những khác biệt được giải quyết thông qua sự sử dụng lực lượng quân sự. Đồng thời nói thêm rằng một bộ phận rất quan trọng trên thế giới đã lựa chọn hòa bình hội đồng bảo an không có hành động với cuộc xung đột ở Ukraine vì nga có quyền phủ quyết và chật vật để tìm ra phản ứng đối với cuộc xung đột ở giải gaza khi đồng minh của israel làm mỹ sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn các nghị quyết yêu cầu ngừng bắn brazil quốc gia đang đảm nhận chức chủ tịch luân phiên G20, bày tỏ hy vọng nhóm này có thể là một diễn đàn để đạt được tiến bộ trong những vấn đề như vậy. Tuy nhiên, hy vọng đó có thể bị ảnh hưởng sau khi Tổng thống Brazil Lula da Silva gây ra mâu thuẫn ngoại giao với phát biểu so sánh chiến dịch quân sự của Israel ở dài Gaza với thảm họa Holocaust. Theo Reuters, một quan chức ngoại giao cấp cao Houthi vào hôm 21 tháng 2 cho biết nhóm này đã đàm phán với Liên minh châu Âu về an ninh của các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Rủi ro cho các tàu hàng đi qua biển đỏ đã leo thang do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa liên tục ở biển đỏ và eo biển Bab Amadab của lực lượng Houthi kể từ tháng 11. Mỹ và Anh đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, nhưng cho đến nay vẫn chưa ngăn chặn được các cuộc tấn công của nhóm vũ trang. Vừa qua, quan chức ngoại giao cấp cao của Houthi là Hossein Al-Aziz cho biết, Liên minh châu Âu đã chủ động liên lạc và cung cấp đầy đủ thông tin, làm rõ cho chúng tôi xác nhận rõ họ không có liên kết với liên minh quân sự do Mỹ và Anh dẫn đầu. Liên minh châu Âu vào đầu tuần này đã triển khai một nhóm tàu hải quân tới biển Đỏ để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Khối EU cho biết sẽ thực hiện hành động tự vệ và phản ứng ở mức tối thiểu cũng như không tấn công vào các mục tiêu trong đất liền. Houthi, lực lượng kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen, bị cáo buộc đã tấn công các tàu có quan hệ thương mại với Mỹ, Anh và Israel. Quan chức Houthi Isi nói rằng, cho đến nay, có khoảng 5.061 tàu đã đi qua khu vực kể từ khi bắt đầu các sự kiện căng thẳng và chỉ trong tuần này đã có 283 tàu đã đi qua khu vực. Việc những con tàu này đi qua an toàn đã xác nhận rằng Houthi vẫn quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho con đường vận chuyển. Theo Reuters, bất chấp các cuộc tấn công trả đũa của Mỹ-Anh, nhằm vào mục tiêu Houthi ở Yemen. Lực lượng này tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu có liên hệ với Israel để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine, cho đến khi lực lượng Israel ngừng cuộc chiến ở giải Gaza. Chuyển sang các tin tức khác. Theo truyền thông Mỹ và Anh, phía Ukraine đã bắn pháo hai mát khiến ít nhất là 60 binh sĩ Nga thiệt mạng khi họ tập trung tại một bãi đất trống trong tuần này. Theo tờ báo Wall Street Journal, một tiểu đoàn Nga tập trung tại một khu huấn luyện gần làng Chudovsky ở miền đông Ukraine thì bị hai pháo phản lực tấn công. Các nguồn tin cho biết các binh sĩ Nga đã tập trung để chờ sự xuất hiện của một chỉ huy cấp cao. Ông Alexander Osipov, quan chức Nga ở khu vực, đã xác nhận vụ tấn công trong một bài đăng trên Telegram và hôm 20 tháng 2, cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công và thông tin cho gia đình các binh sĩ. Ông Osipov xác định lữ đoàn súng trường cơ giới số 36 đã chịu thiệt hại trong vụ việc, tuy nhiên ông nói con số 60 lính thiệt mạng đã bị phóng đại quá mức. Theo BBC, các binh sĩ Nga bị tấn công trong lúc đang đợi thiếu tướng Oleg Moiseyev, chỉ huy tập đoàn quân 29 của quân khu miền Đông. Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công, nhưng BBC đưa tin hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng để bán hai pháo phản lực. Kênh Telegram Reba ở Nga nhận định vụ tập kích bằng pháo HIMARS của Ukraine vào đội hình tập trung của Nga là sự kiện bi thảm. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hãng thông tấn TASS vào hôm nay trích lời cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết quân đội Nga có thể cần phải tiến tới thủ đô Kiev của Ukraine để đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tuyên bố của ông medvedev hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia nga được đưa ra khi chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tròn 2 năm vào hai ngày nữa ông medvedev nói trong cuộc phỏng vấn chúng ta quân đội nga sẽ dừng lại ở đâu tôi không biết tôi nghĩ chúng ta vẫn còn rất nhiều công việc nghiêm túc phía trước liệu đó có phải là kiev không đúng có thể là kiev theo ông kiev là nơi có những mối đe dọa an ninh quốc gia nga và chính phủ ở kiev nhận sự trợ giúp mạnh mẽ từ hoa kỳ để chống lại moscow theo tass ông medvedev cho rằng nga cần tạo ra một hàng rào bảo vệ để che chắn khỏi bất kỳ sự xâm nhập nào vào vùng đất của mình chúng ta phải bảo vệ toàn diện lợi ích của mình ông nhấn mạnh ông medvedev nói nga phải tạo ra hàng rào bảo vệ cần thiết nhằm đảm bảo chống lại mọi hành vi xâm phạm đất nước của chúng tôi không chỉ là các cuộc tấn công bằng pháo kích mà còn có cả hoạt động tấn công trên bộ cuộc phỏng vấn đầy đủ của ông medvedev nói với truyền thông nga sắp được công bố phía kiev chưa đưa ra bình luận các binh sĩ Ukraine phụ trách trinh sát bằng UAV vào hôm 20 tháng 2 cho biết, lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở phía tây thành phố Adipka sau khi quân của Kiev đã phải rút lui vào thứ Bảy tuần trước. Đơn vị trinh sát Ukraine đã chia sẻ cảnh quay từ máy bay không người lái cho phóng viên Reuters. Nó cho thấy nhà máy luyện cốc đổ nát của Adipka bị bao phủ trong những đám khói. Việc kiểm soát Afrika là chiến thắng lớn nhất của Nga kể từ khi họ kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái. Tổng thống Putin vào hôm 20 tháng 2 cho biết quân đội Nga sẽ tiến công mạnh hơn ở Ukraine. Ở miền nam Ukraine, quân Nga cũng tấn công mạnh hơn ở làng chiến lược Robotin thuộc tỉnh Zaporizhia. Các binh sĩ Ukraine giữ vị trí phòng thủ ở Robotin và hôm 21 tháng 2 cho biết họ dự đoán sẽ có các cuộc tấn công mới của Nga với số lượng lớn thiết bị quân sự hạng nặng và bộ binh. Trong cuộc phản công hồi năm ngoái, Ukraine vào cuối tháng 8 đã giành quyền kiểm soát khu vực phía đông nam làng chiến lược Robotin. Nhưng giờ đây, Nga đã giành lại lợi thế ở khu vực. Các nhà phân tích độc lập cho biết Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ ở phía tây và phía nam Robotin. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của trụ sở tại Washington, quân Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía tây của ngôi làng. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Dmitry Lekhovy, người phát ngôn của lực lượng Ukraine đang chiến đấu trong khu vực, cho biết Hãy chú ý đến làng Robotin. Nga nhiều khả năng đang đặt mục tiêu giành được một số thành công ở đó và lên kế hoạch cố gắng chiếm ngôi làng. Tờ Telegraph của Anh vào ngày 21 tháng 2 cho biết Nga đang tận dụng đà tiến sau chiến thắng ở Africa để tái triển khai quân đội tới các khu vực khác của tiền tuyến và tâm điểm hiện nay là làng Robotin. Theo thông tin mà tờ báo Anh có được, hiện Nga đã tập trung 30.000 đến 40.000 quân xung quanh Robotin và đang tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực này trong tuần qua. Trong khi đó, theo hãng tin CNN, lực lượng mà Nga đang tập hợp quanh Zaporizhia lên tới 50.000 quân. Một cựu xếp tình báo Mỹ cho rằng sau thời gian lúng túng, hiện quân Nga đã phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường Ukraine. Ông Robert Gay, cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA nói với tờ Washington Post rằng rất nhiều người coi cuộc chiến ở Ukraine vào thời điểm này là một sự bế tắc. Tôi e rằng không phải như vậy, người Nga đã lấy được động lực. Ông nói, đó không phải là động lực mang tính đột phá nhưng rõ ràng Nga đang nắm giữ thế chủ động và tăng cường tấn công. Ông gây người cũng từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời chính quyền Tổng thống Bush và Tổng thống Obama nói thêm rằng, việc Ukraine mất thành phố Adipka đã giúp tăng cường sĩ khí quân Nga. Hiện Moscow đang tận dụng cơ hội để tiến xa hơn về phía đông. Ông gây nói với tờ Post, tất cả những gì tôi nhìn thấy là người Nga đang tấn công ở nhiều nơi khác nhau, dọc theo phòng tuyến dài 600 dặm. Ông gây cho biết, tổn thất của Ukraine một phần xuất phát từ sự thiếu hụt nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược. Ông cho biết, quân nga đang sử dụng đạn pháo gấp 10 lần đối phương. Phía Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược, pháo binh. Nỗ lực chiến đấu của Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của Mỹ. Hoa Kỳ đã gửi tới hơn 44 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Kiev kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây gần tròn 2 năm. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ vẫn đang chặn lại gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby trong cuộc họp báo tuần trước cho biết, bởi vì quốc hội vẫn chưa thông qua dự luật bổ sung, chúng tôi chưa thể cung cấp cho Ukraine số đạn pháo mà họ rất cần để ngăn chặn các cuộc tấn công này của Nga. Ông Kirby nói thêm, cái giá phải trả cho việc quốc hội không hành động là rất lớn và nó đang đè lên vai những người lính Ukraine. Theo Newsweek, Nga đang tăng cường khả năng phòng không ở Crimea sau khi Ukraine không ngừng nỗ lực tấn công xung quanh bán đảo này. Tài khoản Ates của một nhóm chính trị gia Ukraine vừa đăng lên ứng dụng Telegram và hôm 21 tháng 2 cho biết, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đất đối không S-400 và hệ thống radar gần thành phố Cảng của bán đảo Crimea. Thông tin này được đưa ra khoảng một tuần sau khi Ukraine tuyên bố đã đánh chìm thêm một tàu đổ bộ lớn thuộc hạm đội Biển Đen của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea. Nhóm Ates cho biết đã nhanh chóng gửi tất cả những thông tin cho lực lượng phòng thủ Ukraine. Sau khi nhận thấy Nga triển khai S-400 và sẽ tiếp tục theo dõi bất kỳ hành động nào của các hệ thống trên cũng như là ghi nhận các địa điểm bố trí mới. Ukraine đã tăng cường tấn công hạm đội hải quân Nga ở xung quanh Crimea trong những tháng gần đây. Cuộc tấn công mà máy bay không người lái tuần trước được cho là đã tấn công tàu đổ bộ Kesa-Kunikov của Nga khi nó đang neo đậu gần thành phố cảng Aluka. Tính đến ngày 6 tháng 2, các quan chức ký ép ước tính khoảng 33% tàu chiến của Moscow trong hạm đội biển Đen đã bị vô hiệu hóa trong 2 năm. Nga không trực tiếp thông báo về việc tàu đổ bộ bị phá hủy, nhưng chỉ huy hạm đội Bển Đen, đô đốc Viktor Sokolov dường như đã bị sa thải một vài ngày sau đó. Theo Bộ Quốc phòng Anh, tổn thất Kesa Kunikov có thể hạn chế các nguồn lực của Nga ở Crimea bởi chiến hạm này tham gia hỗ trợ hậu cần cho hạm đội Biển Đen. Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Theo tờ Guardian của Anh, các quan chức phương Tây nhận thấy rằng Tổng thống Putin vẫn tin tưởng vào chiến thắng ở Ukraine, thậm chí ông được cho là lạc quan hơn so với cách đây một năm. Tờ báo Anh cho biết Điện Kremlin tin tưởng hơn vào chiến thắng của Nga ở Ukraine trong bối cảnh Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ quân sự mới dành cho Kiev trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Nga còn có những thành công gần đây trên chiến trường, cụ thể là giành quyền kiểm soát Adipka. Các quan chức phương Tây giấu tên nói với tờ Guardian, chúng tôi không nghĩ Nga đã từ bỏ những mục tiêu lớn nhất ở Ukraine. Các chuyên gia ước tính rằng Nga đang tấn công Ukraine với quân số gấp 5 lần đối phương trên toàn bộ chiến tuyến. Ngoài ra, các chuyên gia phương Tây nhận định, giống như cả thế giới, Moscow đang quan sát khả năng ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Ông Trump có thể sẽ quyết định không gửi thêm viện trợ cho Kiev. Mặt khác, Điện Kremlin đã định hướng lại nền kinh tế Nga cho phù hợp với bối cảnh xung đột. Moscow đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 7,5% GDP. Các nhà máy ở Nga hoạt động suốt ngày đêm và hàng trăm ngàn việc làm mới đã được tạo ra bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Estonia, nước thành viên NATO ước tính Nga có thể sản xuất 4,5 triệu quả đạn pháo trong năm nay, trong khi châu Âu đang phải vật lộn để đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Kiev. Hiện Moscow và Kiev chưa có phản ứng về bài viết trên The Guardian. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 20 tháng 2 nói rằng Nga là một cỗ máy chiến đấu đã đánh bại những kẻ địch hùng mạnh trong quá khứ. Ông Trump cũng nhấn mạnh quan điểm phản đối việc gửi hàng tỷ đô la viện trợ bổ sung cho Ukraine. Ông Trump, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ tổng thống mới trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, đã nêu bật sức mạnh quân sự của Nga khi trả lời phỏng vấn trên đài Fox News. Người dẫn chương trình đã đề nghị ông Trump bình luận về việc Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội Mỹ cho phép gửi thêm viện trợ đến Ukraine. Về việc này, ông Trump nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng nếu ông điều hành Nhà Trắng, thì đáng lẽ xung đột Đông Âu đã không xảy ra. Ông cũng nói có thể giúp chấm dứt xung đột trong 24 giờ nếu như quay trở lại phòng bầu dục. Bên cạnh đó, ông Trump lập luận rằng các quốc gia EU nên trả nhiều tiền hơn để hỗ trợ Kiev vì họ ở gần Ukraine. Họ phải bắt đầu trả tiền, ông Trump nói. Hoa Kỳ cách Ukraine một đại dương, nhưng châu Âu thì khác. Mọi người biết tại sao châu Âu chưa trả đủ tiền hay không, vì không ai đặt vấn đề với họ, ông Trump nói. Cựu Tổng thống bày tỏ, tôi cảm thấy rất tệ, hãy nhớ điều này, phương Tây thực sự đang muốn ngăn cản cỗ máy chiến đấu Liên bang Nga. Hãy nhớ người Nga đã chiến thắng trong Thế chiến thứ hai, và họ đã đánh bại quân Napoleon. Hiện chưa có nước nào đưa ra phản ứng với các bình luận của ông Donald Trump trong ngày 20 tháng 2. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm 21 tháng 2 kêu gọi các nhà lãnh đạo Ba Lan và Liên minh châu Âu sớm đàm phán về các cuộc phong tỏa liên tục của nông dân Ba Lan ở biên giới nhằm thể hiện tức giận trước những gì họ cho là cạnh tranh không công bằng từ Kiev. Nông dân Ba Lan đã tổ chức một ngày biểu tình lớn vào hôm 20 tháng 2, chặn gần như toàn bộ giao thông ở biên giới với Ukraine, khiến Kiev tức giận. Ba Lan đã ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev kể từ khi Nga tấn công toàn diện vào hai năm trước, nhưng các cuộc phản đối của nông dân Ba Lan đã khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Nông dân Ba Lan đã liên tục phản nàn về việc cạnh tranh không lành mạnh đối với hàng nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Và hôm 20 tháng 2, những người biểu tình đã vẫy cờ Ba Lan và bày tỏ giận dữ vì thực phẩm nhập khẩu giá rẻ từ nước hàng xóm. Một quyết định từ EU vào năm 2022 đã miễn thuế đối với tất cả thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine. Nhưng Kiev nói rằng các cuộc biểu tình đang ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của nước này và có lợi cho mục tiêu của Nga. Khi cuộc xung đột ở Ukraine tròn 2 năm vào thứ Bảy tuần này, thì Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser và Ủy viên Nội vụ EU Eva Johansson đã đến thăm trung tâm tiếp nhận người tị nạn Ukraine tại sân bay Tegel cũ của Berlin sân bay đã đóng cửa vào năm 2020 và ngay sau khi chiến sự Đông Âu bùng nổ, nó đã biến thành trung tâm đăng ký tị nạn và nơi trú ẩn khẩn cấp. Cho đến nay, hơn 1 triệu người Ukraine đã đến Đức để chạy trốn khói lửa và xây dựng lại cuộc sống của họ, theo bà Johansson nói với các phóng viên. Bà bày tỏ rất biết ơn sự hỗ trợ của chính quyền Đức, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dân sự. Trong khi đó, thì bà Fasser nhấn mạnh Berlin nói riêng là điểm đến chính của người tị nạn Ukraine với khoảng 15.000 người Ukraine đến thành phố mỗi ngày vào năm 2022. Bà Johnson cho biết điều quan trọng là phải sát cánh cùng Ukraine và người dân nước này cho đến khi cần thiết. Bà khẳng định nghĩa vụ đạo đức của châu Âu là đảm bảo rằng một ngày nào đó, người Ukraine có thể an toàn trở về đất nước của họ và tham gia công cuộc tái thiết quê hương, đồng thời có thể tiến xa hơn trên con đường trở thành thành viên EU. Tổng thống Nga Putin vào hôm 21 tháng 2 đã đến thăm nhà máy sản xuất máy bay Kazan, nơi sản xuất cả máy bay dân sự và quân sự. Tại đây, ông Putin đã ngồi thử anh tạc cờ hiện đại nhất của Nga. Nhà lãnh đạo Nga tới Kazan để tham dự Thế vận hội tương lai một sự kiện thể thao quốc tế, Tổng thống Putin đã bước vào trong máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân TU-160, loại anh tạc cơ hiện đại nhất của Nga. Nhà máy Kazan đang tiến hành hiện đại hóa 4 chiếc máy bay này. TU-160 là oanh tạc cơ siêu thanh có xài cánh và khối lượng rỗng lớn nhất từng được chế tạo. Đây cũng là loại máy bay chiến đấu to và nặng nhất thế giới, cũng như oanh tạc cơ có tốc độ cao nhất. Nó được đặt biệt danh là thiên Nga trắng nhờ lớp sơn có khả năng phản xạ, tia phóng xạ và khả năng cơ động hiếm có đối với máy bay ném bom. Phiên bản hiện đại hóa TU-160M được trang bị hệ thống tự vệ tích hợp, thiết bị liên lạc và động cơ đời mới cùng nhiều vũ khí tối tân nhằm tăng cường khả năng tiến công tầm xa có độ chính xác cao. Thế vận hội của tương lai đã khai mạc tại thành phố Kazan của Nga vào ngày 21 tháng 2. Đây là lần đầu tiên quốc tế có một sự kiện physical lớn, nghĩa là sự kết hợp giữa thể thao truyền thống và thể thao điện tử. AT cho hay lễ khai mạc Thế vận hội tương lai có sự tham gia của Tổng thống Nga Putin cùng một số nhà lãnh đạo nước ngoài và quan chức cấp cao của Nga. Phát biểu trong buổi lễ, Tổng thống Putin gọi Thế vận hội là món quà của Nga dành cho thể thao quốc tế. Ông nói thêm, Thế vận hội tương lai không liên quan đến chính trị, mọi hình thức phân biệt đối xử và tiêu chuẩn kép. Tôi chắc chắn thể thao chân chính sẽ được đề cao tại các địa điểm tổ chức Thế vận hội này. Tổng thống Putin lưu ý Nga vẫn thuộc nhóm những quốc gia dẫn đầu thế giới về lĩnh vực thể thao. Ông cho rằng ý tưởng kết hợp thể thao cổ điển và thể thao điện tử ra đời ở Nga là điều tự nhiên. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, một trong những nhân vật chủ chốt đằng sau sự kiện này, cho biết Thế vận hội sẽ diễn ra trong hai tuần, quy tụ hơn 2.000 người tham gia từ hơn 100 quốc gia. theo New York Times, các cơ quan tình báo Mỹ đã nói với các đồng minh châu Âu thân cận nhất của họ rằng nếu Nga định phóng vũ khí hạt nhân lên quỹ đạo thì có thể Moscow sẽ làm như vậy cho năm nay. Mặt khác, Nga cũng có thể phóng một đầu đạn giả vô hại vào quỹ đạo để khiến phương Tây phải đoán giả đoán non về khả năng của họ. Đánh giá nói trên được đưa ra khi các quan chức tình báo Mỹ tiến hành một loạt cuộc họp giao ban khẩn cấp và bí mật với các đồng minh NATO và châu Á, tờ Tham cho biết. Các cơ quan tình báo Mỹ cũng chưa nhất trí trong phán đoán về kế hoạch của Nga. Vào hôm 20 tháng 2, Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ cáo buộc rằng Điện Kremlin có ý định đưa vũ khí hạt nhân vào quỹ đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng các thông tin của Mỹ là chiêu trò để thuyết phục quốc hội nước này cho phép cấp thêm viện trợ đến Ukraine. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, ông Putin cho biết Nga luôn kiên quyết phản đối việc đưa vũ khí hạt nhân vào không gian và Moscow cũng luôn tôn trọng hiệp ước ngoài không gian năm 1967, trong đó cấm vũ khí hóa không gian, bao gồm cả việc đặt vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo. Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời ông Putin nói, Chúng tôi không chỉ kêu gọi tuân thủ các thỏa thuận hiện có trong lĩnh vực này, mà chúng tôi đã nhiều lần đề xuất tăng cường những nỗ lực chung. Theo tờ New York Times, về lý thuyết, vũ khí không gian có thể được đặt bên trong một vệ tinh, có khả năng tiêu diệt hàng loạt vệ tinh thương mại và quân sự bay dọc theo nó trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Theo hai quan chức cấp cao Hoa Kỳ tiết lộ, Washington đã nói với các đồng minh rằng Nga có thể muốn tạo nên khả năng gian đe mới trên không gian. Hãng Bloomberg vào ngày 20 tháng 2 đưa tin, các đồng minh của Mỹ đã được thông báo một vụ phóng không gian đáng chú ý của Nga có lẽ sẽ diễn ra trong năm nay. Theo các nguồn tin của Bloomberg, Moscow hiện tại dường như không có kế hoạch kích nổ vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo, nhưng có nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân có thể làm gián đoạn 1 phần 3 số vệ tinh trên quỹ đạo và tàn phá các hệ thống liên lạc toàn cầu. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào hôm 21 tháng 2, đánh dấu nỗ lực nâng cấp lực lượng không quân của nước này. Thổ Nhĩ Kỳ thành viên NATO đã khởi động dự án TFX để sản xuất máy bay chiến đấu mới vào năm 2016. Công ty hàng không vũ trụ tư của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận với hãng Bay System của Anh, trị giá là 125 triệu đô la Mỹ vào năm 2017, để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mà họ đặt tên là Can. Tù sát đã chia sẻ đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu Can cất cánh rồi quay trở lại căn cứ không quân ở phía bắc thủ đô Ankara. Máy bay chiến đấu mới ban đầu sẽ được trang bị hai động cơ F-110 của General Electric. Loại động cơ này cũng được sử dụng trên máy bay phản lực F-16 thế hệ thứ tư của hãng quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Can là chiến đấu cơ nội địa thế hệ thứ năm, được Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh phát triển sau khi bị Nhà Trắng loại khỏi chương trình F-35. Quyền Tứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nolan cuối tháng trước cho biết Washington sẵn sàng chào đón Ankara quay trở lại chương trình F-35 nếu hai bên giải quyết được bất đồng liên quan hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. Vừa qua, thì ông Haluk Gogan, người đứng đầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, với tiêm kích Can, đất nước chúng ta sẽ không chỉ sở hữu một chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ năm mà còn sở hữu cả các công nghệ mà ít quốc gia trên thế giới có được. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Tổng thống Pháp Macron đã đồng ý tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Ông Vương Nghị và tổng thống Macron đã gặp nhau ở Paris vào hôm 20 tháng 2. Theo bộ ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, ca ngợi lập trường ngoại giao của Pháp, nói rằng Trung Quốc đánh giá cao sự ủng hộ độc lập và tự chủ của nước này. Ông Vương bày tỏ hy vọng Pháp sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc châu Âu. Trong cuộc gặp thì tổng thống Macron đề cập đến chuyến thăm Trung Quốc năm ngoái của ông, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông mong muốn được hợp tác với Trung Quốc để chuẩn bị cho các cuộc trao đổi cấp cao trong năm nay. Văn phòng tổng thống Pháp cho biết trong cuộc hội đàm ông Macron và ông Vương đã bàn về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Pháp trong năm 2024. Theo NHK Paris và Bắc Kinh đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương trong một số lĩnh vực bao gồm nông nghiệp và hàng không. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck vào hôm 21 tháng 2 cho biết tình hình kinh tế của đầu tàu châu Âu đang đối mặt với thách thức vô cùng lớn. Trong cuộc họp báo trình bày báo cáo kinh tế hàng năm của Đức, Bộ trưởng Habeck cho biết nền kinh tế bị thách thức nghiêm trọng, tuy nhiên nhìn về phía trước thì chúng tôi nhận thấy có những dấu hiệu cải thiện. Ông lưu ý, mức tiêu dùng tư nhân dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Trong báo cáo, chính phủ dự kiến tăng trưởng kinh tế Đức là 1% trong năm tới so với 0,2% trong năm nay đồng thời dự kiến lạm phát sẽ đạt 2,8% trong năm nay và 2% vào năm 2025. Bộ trưởng Habeck cũng bình luận về các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại Mercosur với Nam Mỹ. Ông cho biết Berlin đang cố gắng hết sức để trao đổi với Pháp nhằm có thể mở ra một con đường tự do. Tổng thống Pháp Macron vào cuối tháng 1 đã nói với Ủy ban châu Âu, ông hiểu rằng EU đã chấm dứt các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại Mercosur. Nông dân Pháp đặc biệt phản đối các cuộc đàm phán đang diễn ra về thỏa thuận nói trên giữa EU và các quốc gia Nam Mỹ. Họ cho rằng thỏa thuận tiềm tàng đó sẽ cho phép nhập khẩu thực phẩm giá rẻ, không đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của EU và khiến thị trường nông sản của khối càng bị cạnh tranh gay gắt hơn. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Hàn Quốc Cho tae vào ngày 21 tháng 2, bên lề cuộc gặp các ngoại trưởng của nhóm G20 tại Brazil. Hello. Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cho biết hai bộ trưởng Yoko Kamikawa của Nhật Bản và Cho tae của Hàn Quốc đã gặp nhau lần đầu tiên, hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên các bộ trưởng ngoại giao của nhóm G20 đã có mặt tại Rio de Janeiro để tham dự cuộc họp kéo dài 2 ngày nhằm chuẩn bị cho chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của khối vào tháng 11. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 21 tháng 2 cho biết chính quyền của ông sẽ hủy các khoản vay sinh viên trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ đối với gần 153.000 người đủ điều kiện theo một chương trình nhằm thực hiện lời hứa tranh cử của ông là tăng xóa nợ sinh viên. Tổng thống Biden cho biết mặc dù bằng đại học là tấm vé dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tấm vé đó quá đắt đỏ. Phát biểu của ông Biden đưa ra trong chuyến đi tới California và tập trung gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử. Ông Biden cho biết, đợt giảm nợ mới nhất sẽ là sự trợ giúp to lớn cho những sinh viên tốt nghiệp đại học cộng đồng và những người đi vay với các khoản vay nhỏ hơn, đưa họ trở lại xóa nợ nhanh hơn bao giờ hết. Nhà Trắng cho biết, chính quyền hiện đã xóa khoản nợ sinh viên trị giá khoảng 138 tỷ đô la Mỹ cho gần 3,9 triệu người thông qua các biện pháp hành pháp. Thông báo mới nhất áp dụng cho những người đăng ký tham gia chương trình trả nợ được gọi là tiết kiệm cho một nền giáo dục có giá trị và bao gồm những người đã vay 12.000 đô la Mỹ trở xuống và đã hoàn trả số tiền này trong ít nhất là 10 năm. Những người nhận cứu trợ sẽ nhận được email từ Tổng thống Biden. Theo John Hap, các bệnh viện đa khoa lớn ở Seoul và các nơi khác của Hàn Quốc đã phải vật lộn để điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân vào hôm nay ngày 22 tháng 2, khi hàng ngàn bác sĩ thực tập tiếp tục đình công ngày thứ ba. Háp cho biết cuộc đối đầu giữa các bác sĩ và chính phủ liên quan đến kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y lên 2.000 người từ năm 2025 căng thẳng này ngày càng gia tăng khi mà chính quyền cam kết sẽ ra lệnh bắt giữ đối với những người dẫn đầu phong trào nghỉ việc tập thể của bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập. Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park min Soo nói với các phóng viên rằng tính đến tối thứ tư, 9.275 bác sĩ thực tập tương đương với 74,4 tổng số bác sĩ cấp dưới đã nộp đơn từ chức và 8.024 người trong số họ đã rời khỏi nơi mình làm việc. Ông Park cho biết chính phủ đã yêu cầu cho hơn 6.000 bác sĩ thực tập sinh này quay trở lại làm việc. Sức mạnh của bác sĩ không đến từ hành động tập thể, ông Park nói trong cuộc họp báo hàng ngày, đồng thời kêu gọi các bác sĩ tập sự hãy nhớ rằng bệnh nhân đang chờ đợi bạn vào thời điểm này ông Park cũng kêu gọi các bác sĩ thực tập tham gia đàm phán với chính phủ. Các nguồn tin y tế cho biết hành động từ chức tập thể của các bác sĩ cấp dưới đang làm dấy lên mối lo ngại về khoảng trống dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi hoạt động của các phòng phẫu thuật bị cắt giảm tới 50% công suất tại năm bệnh viện đa khoa lớn nhất ở Seoul. Bất chấp lệnh quay trở lại làm việc của chính phủ, các bác sĩ thực tập vẫn không có dấu hiệu lùi bước. Trong một tuyên bố, hiệp hội thực tập sinh Hàn Quốc, một tổ chức lớn của các bác sĩ thực tập, đã yêu cầu chính phủ rút lại kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh ngành y. Hàn Quốc cho biết quốc gia này có tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong các nước phát triển và chính phủ đang nỗ lực tăng số lượng bác sĩ. Các bác sĩ nội trú lo ngại về kế hoạch tăng số lượng sinh viên trường y sẽ tác động tới chất lượng dịch vụ y tế, cũng ảnh hưởng đến thu nhập và địa vị xã hội của họ. Đài CCTV của Trung Quốc vào hôm nay cho biết tuyết vẫn rơi dày ở các tỉnh miền đông nước này, bao gồm Hồ Bắc, Giang Tô và An Huy, làm gián đoạn giao thông đường bộ. Tại tỉnh Hồ Bắc, máy móc và công nhân đã được triển khai để loại bỏ băng tuyết tích tụ, không chỉ làm tắc nghẽn đường và cầu mà còn khiến dịch vụ đường sắt bị đình chỉ. Điều kiện đóng băng ở khu vực Đại Biệt Sơn ở An Huy cũng khiến nhiều tuyến đường núi rất khó di chuyển. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo nhiệt độ dưới không sẽ tiếp diễn trong những ngày tới ở các khu vực phía đông, miền trung, miền bắc, tây bắc cũng như một phần miền nam của đất nước tỷ dân đài cctv hôm nay phát sóng hình ảnh hiện trường vụ xà lan đâm sập cầu lịch tâm sa ở trung quốc khiến nhiều ô tô rơi xuống sông và hai người thiệt mạng CCTV đưa tin, hai người đã thiệt mạng sau khi xà lan đâm vào cây cầu bắc qua sông Châu Giang, gần thành phố Quảng Châu. Cú va chạm khiến một phần cây cầu bị gãy, một số phương tiện rơi xuống nước. Một người đã được cứu, ba người khác vẫn mất tích. Bốn ô tô và một xe máy điện đã rơi khỏi cầu. Ngoài ra, CCTV cho biết một xe buýt cũng bị rơi xuống cầu. Khi đó, xe chỉ có tài xế và người này sống sót. CCTV đưa tin chính quyền thành phố đã cử đội cứu hộ, bao gồm 6 tàu lặn và tàu cứu hộ tới hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Một cơn lốc xoáy ở Indonesia khiến nhiều tòa nhà bị phá hủy vào hôm thứ Tư ngày 21 tháng 2. Theo các quan chức địa phương, lốc xoáy đã quét qua thị trấn Sumedang, tỉnh Tây Java của Indonesia, khiến 33 người bị thương. Lốc xoáy rất hiếm ở Indonesia và hầu hết hiện tượng này chỉ xảy ra ở Bắc Bán Cầu, theo Reuters. Hơn 2.000 người đã được lệnh sơ tán khỏi các thị trấn ở phía tây bang Victoria của Úc do cháy rừng bùng phát ngoài tầm kiểm soát vào hôm nay, ngày 22 tháng 2 khoảng 50 km vuông đang bốc cháy ở thành phố Ballarat, bang Victoria. Một khu vực tương tự cũng đang cháy ngoài tầm kiểm soát ở phía Tây. Cơ quan khẩn cấp tiểu bang đã kêu gọi người dân ở các thị trấn Rayland và Belfort, nơi có khoảng 2.000 người sinh sống, cần di rời để phòng tránh nguy hiểm. Các khu vực rộng lớn của bang Victoria đang trong tình trạng cảnh giác cao về hỏa hoạn. Cơ quan khí tượng Úc vào hôm 22 tháng 2 đã ban hành cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn cực độ đối với một số khu vực do gió nóng khô và khả năng xảy ra giống báo. Vệ tinh viễn thám thứ hai của châu Âu RS2 trở lại trái đất vào hôm 21 tháng 2 sau 16 năm làm việc trong không gian. RS2 được phóng vào năm 1995 từ sân bay vũ trụ châu Âu ở Coro, Guinea thuộc Pháp. Nó đã thu thập dữ liệu về bề mặt đất liền, tình trạng băng ở vùng cực đang giảm dần trên trái đất, về mực nước biển dâng và đại dương ấm lên. Vệ tinh cũng theo dõi các thảm họa thiên nhiên và hậu quả của biến đổi khí hậu khi lũ lụt nghiêm trọng cơ quan vũ trụ châu Âu đã quyết định kết thúc sứ mệnh của ERS-2 vào năm 2011 để giảm thiểu nguy cơ va chạm với các vệ tinh khác. Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục vào thứ Năm ngày 22 tháng 2, vượt qua mức đỉnh năm 1989. Theo Reuters, kết quả này nhờ vào dự báo doanh thu mạnh mẽ bất ngờ từ nhà thiết kế chip Nvidia của Mỹ đã nâng đỡ các cổ phiếu công nghệ châu Á. Ngay đầu phiên giao dịch vào chiều ngày 22 tháng 2 theo giờ Nhật Bản trên sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đã tăng hơn 760 điểm lên 39.029 điểm, vượt mốc kỷ lục là 38.957,44 ghi nhận vào tháng 12 năm 1989. Tiếng vô tay vang lên khắp sàn phòng giao dịch ở Tokyo khi chứng khoán Nhật Bản đạt mức cao nhất từ trước đến nay, vượt kỷ lục đang thiết lập trong nền kinh tế bong bóng vào những năm 1980 và từ lâu được coi là không thể phá vỡ theo Reuters. Trong phiên giao dịch vào ngày 22 tháng 2, chỉ số chứng khoán Nikkei đã đạt mốc cao nhất khi nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng về việc có thêm một năm nữa, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đạt lợi nhuận kỷ lục và trở lại lộ trình tăng trưởng. Và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kế tiếp.